Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 31 Xin mời Mở bản kinh ra Phần khoa chú quyển trung Phần khoa chú quyển trung Trang thứ tư Kinh văn hàng thứ hai Hữu đại địa ngục Hiệu cực vô gián Hữu hữu địa ngục Danh đại A Tỳ hôm qua giới thiệu đến chỗ này ý nghĩa ở trong đây rất sâu rất rộng nếu nói tường tận nói thật ra là không thể nói hết nhưng điểm quan trọng chúng ta phải hiểu là do nguyên nhân gì tạo thành địa ngục? Tại vì sao lại ở trong đây thọ những khổ báo này? Điểm này vô cùng quan trọng. Trên Kinh Địa Tạng Thập Luận nói Tội ngũ nghịch là tội cực ác ngũ nghịch phần sau sẽ nói rõ tỉ mỉ hơn đây là giết cha giết mẹ ân đức của cha mẹ quá lớn mạng sống của chúng ta có được từ cha mẹ nếu như chúng ta có thể quan sát tỉ mỉ khi cha mẹ chăm sóc con cái cẩn thận tỉ mỉ từng ly từng tí từ khi mới sinh ra cho đến ba tuổi đứa bé không thể rời khỏi vòng tay người mẹ từng giây từng phút được mẹ quan tâm yêu thương bảo vệ mới không đến nỗi tổn thương đến tính mạng còn người cha hiện nay người làm cha làm tròn trách nhiệm với con cái không bằng người xưa người xưa làm cha không những là phải dạy lúc còn nhỏ, phải dạy lúc còn ấm bồng, mà lúc người mẹ mang thai thì đã phải dạy rồi, gọi là thai giáo. Đây mới là làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cho nên ân đức của cha mẹ rất lớn. Ở trong pháp thế gian không có gì có thể sánh bằng không biết ân đức không biết báo ân lại còn thêm chuyện giết hại thì tội này cực nặng rồi bị đọa cực vô gián đọa đại a tỳ loại tội nghiệp thứ hai là giết a la hán a la hán là thánh nhân tu hành chứng quả là bậc thầy mô phạm của nhân thiên là ruộng phước chân thật của thế gian nơi họ cư trú là nơi để tất cả chúng sanh gieo trọng phước bạn giết A-la-hán Chính là phá quỷ mất Ruộng phước của chúng sanh đang gieo phước Khiến người nơi này đều không có phước báo Nên tội này là nặng rồi Cho nên giết A-la-hán Là không phải kết tội với một mình A-la-hán Không phải kết tội với họ Mà là kết tội với tất cả chúng sanh ở nơi này Nên tội rất nặng hiện nay thế gian này có a la hán hay không chúng tôi tin là nhất định có a la hán ứng hóa thật phật bồ tát hóa thân ở thế gian cũng rất nhiều làm gì nói không có a la hán chứ thế nhưng phàm phu chúng ta không nhận ra bạn muốn tìm a la hán để giết cũng không thể tìm được thế nhưng vẫn có loại tội tương đương tương đương nghĩa là tội ngang bằng với tội giết a la hán tội ngang bằng là ai vậy thiện tri thức ở trong địa phương này người có đức hạnh có học vấn vừa có thể từ bi giáo hóa chúng sanh nơi đó giết hại loại người này là ngang bằng với giết hại A-la-hán. Cái tội này là rất nặng. Không những không được phép giết hại, mà ngay cả phỉ bán tội cũng không nhẹ rồi. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Thế nhưng, thế gian có một số người không biết. Hữu ý hay vô ý tạo ra những lời phỉ bán đối với thiện tri thức vô ý là không biết hữu ý đó là có ý đồ riêng ở trong có ý đồ riêng thì đố kỵ là chiếm phần lớn hiện tại còn có một số người có những sách lược làm sao đề cao thân phận của mình đề cao mức độ nổi tiếng của mình đề cao danh vọng của mình ở trong đại chúng xã hội dùng phương pháp gì họ phê phán bài bác người nổi tiếng được đại chúng ở nơi đó ngưỡng mộ để mà nâng họ lên đây là có ý đồ riêng tạo tác tội nghiệp đều là tội nghiệp địa ngục a tỳ vô gián đây là trong tâm ôm giữ ý tà ác cực nặng họ không sợ nhân quả báo ứng vì chút danh lợi trước mắt lợi ích trước mắt mà dám tạo loại tội nghiệp rất nghiêm trọng này đây là nghiệp nhân của địa ngục vô gián loại thứ ba là làm cho thân phật chảy máu phật hiện nay không còn tại thế nữa nên có tội tương đương chính là dùng tâm ác phá hoại hình ảnh của Phật. Bất luận là tượng Phật bằng xi măng hay điêu khắc gỗ hoặc giả là nút bằng kim loại hoặc là tranh vẽ với những hình ảnh của Phật Bồ Tát này. Họ dùng tâm sân hận phá hoại những hình tượng đó thì tội này chính là tội ngũ nghịch. Nếu như nói là vô ý thì sao? Vô ý làm tổn hại Là lỗi chứ không phải là tội Là rất nhẹ Là do vô ý Sám hối được không? Được Có thể sám hối Ác ý thì không thể sám hối được rồi Điều sau cùng là phá hòa hợp tăng Chính là phá hoại tăng đoàn Tăng Tăng đoàn hòa hợp Thật sự là rất khó gặp được ở trong đây cũng có tội tương đương là phá hoại tín ngưỡng của người khác, phá hoại tâm nguyện của người khác, phá hoại việc tu học của người khác là có tội ngang với phá hoại hợp tăng tội này cũng là vô cùng nặng rồi chúng ta không thể không biết ở trong đây cũng có cố ý và vô ý cũng cần phải phân biệt rõ ràng cố ý là ác ý vô ý là đối với những lý luận và chân tướng sự thật này chưa có hiểu rõ thấu triệt thí dụ trên kinh thường nói đến tự tán hủy tha là tự mình tán thán pháp môn tu học của chính mình mà mặc tình phỉ bán những pháp môn tu học khác cũng là thuộc vào loại tội nghiệp này hiện nay ở thế gian rất nhiều nơi chúng ta nghe thấy người tạo tác những tội nghiệp này và chuyên tạo tác tội nghiệp này chúng ta cần phải hiểu rõ phật bồ tát thuyết pháp là ứng cơ mà thuyết cho nên phật pháp không có pháp cố định Trong Kinh Bát Nhã nói rất rõ ràng Phật không những không có pháp cố định để nói Mà Phật cũng không có pháp để nói Thậm chí là Nói đến chỗ cùng tổ Nếu như có người nói Phật thuyết pháp Chính là phỉ bán Phật Nói đến chỗ này những lời khai thị của phật chúng ta phải thâm nhập thế hội thật kỹ sau đó mới không tạo tội phỉ bán pháp bạn mới không còn tạo nữa bởi vì ngài là ứng cơ mà tiến hành dạy bảo căn tánh của tôi cùng với căn tánh của bạn không hoàn toàn giống nhau Chính là cùng tu Pháp môn tịnh độ Cùng niệm a di đà Phật Cũng không hoàn toàn giống nhau Nghĩa là thế nào Tôi thì thích truy đỉnh niệm Phật Chính là a di đà Phật, a di đà Phật, a di đà Phật Câu nọ tiếp đối rất nhanh với câu kia Họ thích niệm từ từ a di đà Phật a di đà Phật Vậy thì hai người này là khác nhau rồi Hai người đều có thể giảng sanh người này nói cách niệm này của tôi chính xác cách niệm đó của anh nhất định là sai lầm thế thì chẳng phải đối lập với nhau hay sao là khác nhau mà cho nên nhất định phải hiểu rõ đạo lý này cùng là bị bệnh cảm mạo như nhau thầy thuốc kê toa cho bạn đương nhiên thuốc đại thể thì giống nhau nhưng cũng có khác nhau bạn uống thuốc này thấy khỏe rồi nhìn thấy trên toa thuốc đó của bạn có một vài vị thuốc không đúng sai rồi bạn liền phê bình họ thể chất của họ khác với thể chất của bạn mà cùng một toa thuốc cùng là một vị thầy thuốc nhưng liều lượng cho tôi và liều lượng cho bạn khác nhau cho tôi chỉ 3 đồng nhưng cho bạn tốn đến 4 đồng thế thì hai bạn còn nghịch nhau nữa hay không rốt của cái nào đúng cái nào không đúng thể chất khác nhau mà Phật giảng kinh thuyết Pháp độ chúng sanh là giống như loại tình hình này vậy. Cho nên nếu bạn nói cái này đúng cái kia sai thì bạn chính là phỉ bán Phật, pháp tăng. Vì sao vậy? Tất cả kinh đều là do Phật thuyết, bạn phỉ bán Phật rồi. Bạn tùy tiện phê bình kinh điển lấy bộ kinh này đi phê bình bộ kinh kia lấy bộ kinh kia đi phê bình bộ kinh này thì chính là phỉ bán pháp rồi người dựa theo kinh luận này tu hành chứng quả đây là tăng bạn tùy tiện phê bình phỉ bán tam bảo tạo tội nghiệp vô gián chính là tạo cái tội này đây đều là ngu muội vô tri nhất định chúng ta phải biết các vị tổ sư đại đức chúng ta xem thấy ở trong chú sớ của các ngài có phê bình chúng ta có dám học hay không không dám học họ phê bình là có đối tượng ứng cơ mà nói các bạn nghe qua câu chuyện của tông môn nam tuyền chém mèo bạn có thể học được không bạn có thể nhìn thấy mèo liền giết nó nhìn thấy chó cũng giết nó bạn có dám làm như vậy hay không đơn hà có thể đem tượng phật bằng gỗ chẻ ra để nhóm lửa bạn cũng có thể làm sao tại vì sao họ làm như vậy vì họ có người đương cơ hành động này của họ có thể khiến cho người đó khai ngộ làm phật cho nên họ không phạm tội nếu chúng ta đem tượng phật trẻ ra để nhóm lửa vậy là chúng ta đã phạm trọng tội làm thân phật chảy máu rồi họ không phạm họ là người cấp bậc nào chúng ta sao dám làm loại việc như vậy chứ cho nên điều này là nhất định phải biết trước đây học phật có thầy truyền thừa chính là chúng ta học phật đã có bảo đảm là giống như trẻ sơ sinh vậy trẻ con dài ba tuổi có cha mẹ chăm sóc hiện tại học Phật không có người chăm sóc trẻ còn hai ba tuổi tạo những sự việc này sống hay chết nó cũng không biết gặp phải nguy hiểm có khi mất mạng mà bản thân nó không biết hiện nay người học Phật chúng ta là giống như loại tình trạng này vậy mà nói đáng sợ biết bao Phật hiểu rõ tình trạng của chúng sanh thời kỳ mạt pháp này biết được sự khổ nạn của chúng sanh thời mạt Pháp cho nên đã từ bi đến cực điểm có sự gợi mở đặc biệt Đối với chúng sanh thời mạt Pháp Trên kinh đại tập dạy chúng ta Chúng sanh thời mạt Pháp Tu tịnh độ sẽ thành tựu Đây là lời khai thị quan trọng Chúng ta sanh vào thời đại mạt Pháp Chúng ta học Phật Lựa chọn Pháp môn nào Phật nói là Tu tịnh độ sẽ thành tựu nên chúng ta chọn pháp môn tịnh độ. Đây là dân theo lời di giáo của Đức Phật. Đức Phật lại có truyền dạy tứ y pháp cho người đời sau. Để cho chúng ta không đến nỗi đi sai đường. Nếu không có thiện hữu tri thức quan tâm Chúng ta tương thủ theo tứ y pháp Thì nhất định không bị sai đường Điều thứ nhất Là y pháp bất y nhân Pháp là kinh điển Nhất định phải dùng kinh điển Để làm căn cứ Kinh là do Phật nói Điều thứ hai dạy chúng ta Y nghĩa bất y ngữ câu này vô cùng quan trọng vì sao vậy để tránh cho người đời sau tranh luận về kinh điển phật biết được kinh điển sẽ lưu thông toàn thế giới nhất định phải dựa vào phiên dịch là cùng một bộ kinh giống nhau cùng một bản gốc tiếng phạn như nhau người phiên dịch khác nhau ý nghĩa câu chữ bên trong đương nhiên sẽ có chỗ không nhất quán. Thí dụ chúng ta hiện nay nhìn thấy bản dịch của Kinh Kim Cang. Ở trong Đại Tạng Kinh thì Kinh Kim Cang có sáu loại bản dịch khác nhau. Bản mà mọi người chúng ta hiện nay đọc đều là chọn bản của Ngài Kumala Thập. Sáu loại bản dịch các vị dị đối chiếu để xem văn tự bên trong khác nhau nhưng ý nghĩa đại thể như nhau rốt cuộc chỗ nào dịch đúng chỗ nào phiên dịch sai vậy chẳng phải lại phiền phức rồi sao cho nên phật dạy chúng ta dựa theo nghĩa chứ không dựa theo lời nói vậy mới được ý nghĩa đúng thì được rồi nói nhiều một chút hay nói ít một chút cũng không sao phiên dịch dùng chữ này dùng chữ kia cũng không sao chỉ cần đúng ý nghĩa là được rồi tránh được rất nhiều tranh luận đặc biệt là kinh vô lượng thọ kinh vô lượng thọ đến hiện nay có chín bản dịch năm loại bản dịch gốc ba loại bản hội tập và một loại bản tiết hiệu của bạn tế thanh chúng ta hiểu được ý nghĩa bất y ngữ thì sẽ không còn tranh luận này nữa không cần phải khăng khăng giữ một nhà nào cả bản thân chúng ta tu học thì có thể nắm chắc một bản nhưng đối với những bản còn lại nhất định phải tôn trọng nhất định không phê bình chúng ta không có tư cách phê bình không có năng lực phê bình cho nên tứ y pháp này của phật bạn thấy quan trọng biết bao thứ ba đức phật dạy chúng ta y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa thế nào là liễu nghĩa đời này nhất định có thể thành phật đây là liễu nghĩa rốt ráo ở mức thấp nhất phải ở trong đời này thoát khỏi lục đạo luân hồi thì mới được xem là liễu nghĩa nếu như bạn tu học bạn trong đời này không thể thoát khỏi tam giới lục đạo vẫn còn tạo lục đạo luân hồi thì những gì bạn học là không liễu nghĩa bất luận tu tốt như thế nào bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi không thể ra khỏi lục đạo luân hồi hay nói cách khác bạn nhất định không thể tránh khỏi quả báo tam độ là đạo lý nhất định cho nên là không có thành tựu nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi kinh luận đại tiểu thừa đều là cùng một đạo lý phải đoạn kiến tư phiền não Bạn có thể đoạn nổi hay không? Kiến tư phiền não Suy cho cùng Một cái nguyên tắc chung Đó là phá ngã chấp Bạn đối với Pháp Thế gian và Xuất Thế gian Vẫn còn chấp trước như vậy, được không? Không được điều này các chị đều biết rõ phá chấp trước bạn liền ra khỏi tam giới lìa phân biệt bạn liền ra khỏi thập pháp giới đoạn sạch vọng tưởng rồi bạn liền thành phật cứu cánh viên mãn đại đạo lý này phật ở trên kinh điển đại thừa nói quá nhiều rồi phật đã nói ra gốc bệnh của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước các vị thử nghĩ xem những thứ này chúng ta có hay không Việc này là không thể không biết rõ. Nhất định phải dựa theo kinh liễu nghĩa, hôm nay nói liễu nghĩa, không những liễu nghĩa mà phải liễu nghĩa rốt ráo. Kinh Vãng Sanh. Hiện nay chính là nói năm kinh một luận của Tịnh Tông. Gọi là kinh Vãng Sanh là liễu nghĩa cứu cánh Sáu bộ kinh luận này Dùng bất kỳ một bộ nào Cũng có thể thành công Đều có thể Thoát khỏi Tam giới Thoát khỏi thập pháp giới Vãng sanh về Tây phương tịnh độ Thật sự không thể nghĩ bạc Thế nhưng bạn nương theo bất kỳ một bộ kinh nào Cũng không được hoài nghi Hiện nay Có người nương theo kinh vô lượng thọ Thì hoài nghi bản hội tập của Hạ Liên Cư Nếu họ thật thà niệm Phật có thể giảng sanh hay không Có thể giảng sanh Sanh về biên địa nghi thành Trên kinh này nói Bạn phải niệm Phật Thật sự tin có a di đà Phật Thật sự tin tịnh độ Bạn có hoài nghi đối với bản hội tập của kinh này Thì sẽ sách về biên địa nghi thành Cho nên tại sao chúng ta làm cái việc này Bạn có nghi đối với bản này Vì bạn không dựa vào nó là được rồi Ở trong chính loại bản này bạn dựa theo một bản khác cũng được thậm chí là nói không dựa theo bản kinh vô lượng thọ này bạn dựa theo kinh a di đà cũng được nhiều bản kinh như vậy bạn dựa theo bất kỳ một bản nào đều cũng có thể giảng sanh thế nhưng đối với những bản khác tuyệt đối không hoài nghi để tránh đọa về biên địa nghi thành vậy thì có lợi ích lớn đối với mình thế nhưng người thông minh người có trí huệ người có phước báo trong tâm họ biết rõ pháp môn niệm phật của tịnh tông này trong những năm gần đây tại vì sao có thể phổ biến hoàng dương đến toàn thế giới nhiều người sanh khởi tín tâm phát nguyện niệm phật cầu sanh tịnh độ như vậy là do nhân duyên nào thúc đẩy là do bản hội tập của lão cư sĩ hạ thúc đẩy đây là sự thật Nếu như chúng ta hiểu rõ sự thật này Nếu bạn muốn phỉ bán bản hội tập này Thì bạn tạo tội nghiệp Nhất định là địa ngục A Tỳ Bạn có thể trốn nổi không? Bạn niệm Phật có thể giảng sanh hay không? Không thể rồi Tại vì sao không thể vậy? Tập khí nghiệp chướng quá nặng tuy niệm a di đà Phật Mà vọng tưởng phân biệt chấp trước Không có đoạn được một mấy mây nào Vẫn phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng phỉ bán tam bảo Trước tiên đọa địa ngục Sau khi thọ xong tội báo địa ngục rồi Có lẽ sau đó gặp được duyên Ở trong a la gia thức Vẫn còn hạt giống A-di-đà-phật Thì tiếp tục lập tiếp sự việc này nói ra cũng không có gì lạ trong đời quá khứ chúng ta cũng đã từng làm rồi chúng ta cũng đã đọa qua địa ngục rồi từng thọ qua tai nạn vô lực kiếp tội đó thọ xong rồi đời này mới được thân người gặp được pháp môn này suy nghĩ thấy trước đây làm cái việc thờ dại này phải bị những nỗi khổ đó nghĩ lại còn rùng mình Hiện tại chúng ta quay đầu rồi Chúng ta hiểu rõ rồi Không làm việc khờ dại đó nữa Cho nên ngay hiện tiền Bất luận người phỉ bán ta Người làm nhục ta Người hãm hại ta Thậm chí là người giết hại ta Ta đều chấp tay tán thán Cảm ơn Đại Đức không có một chút xíu tâm oán hận. Vì sao vậy? Bởi vì ta biết thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi những người thượng thiện tụ tập về. Ta phải tu tập cho mình thành tiêu chuẩn của thượng thiện thì mới có thể về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được đại chúng quan nghênh. Không có một mảy may ác ý nào đối với tất cả người tất cả sự tất cả vật chỉ có một lòng cảm ơn đội đức bạn muốn hỏi những người hãm hại bạn này thậm chí là người giết hại bạn họ có ân đức gì đối với bạn mà bạn phải cảm ơn họ phải báo đáp họ chứ có ân đức đó sự phỉ bán làm nhục hãm hại của họ là giống như người thầy đến kiểm tra bạn vậy cửa này ta thông qua rồi họ đến kiểm tra cửa này của ta thông qua rồi sao lại không có ân đức được chứ không có bài kiểm tra này ta vẫn không biết công phu của mình đến giai đoạn nào không biết được nếu họ giết ta đi ta càng phải cảm ơn họ nữa vì sao vậy vì thế giới cực lạc sớm hơn một chút họ giúp đưa mình đi rồi Thế gian này quá khổ rồi Trí huệ phước báo của bạn rất lớn rồi Không nên ở đây thọ khổ nữa Nhanh nhanh đi thôi Thế làm sao không có ân đức được chứ Giảng sanh sớm Chết sớm hưởng phước sớm Ân đức đó quá lớn rồi Tội phước Thiện ác chỉ trong khoảng một niệm cho nên một niệm giác đi tu phước thì có nơi nào không phải là nơi tu phước chứ có lúc nào không phải là tu phước có việc nào không phải là việc tu phước đâu vấn đề là bạn có giác ngộ hay không mà thôi Cho nên chư Phật Bồ Tát Thanh văn duyên giác Đối với tất cả chúng sanh Chỉ có một tâm cảm ơn Đại Bồ Tát Đăng Địa Lúc nào cũng tri ân báo ân Tư tưởng quan niệm quả thật là khác so với phạm phu của chúng ta ngoài tội ngũ nghịch trên kinh đã nói ra trên kinh thập luận nói trên kinh này cũng nói phật còn nói giới tăng hộ ngài nói có chín loại người thường xuyên đọa lạc vào trong đại địa ngục a tỳ lại tăng thêm bốn điều so với ngũ nghịch này thêm bốn điều điều thứ nhất là thực tăng vật là ăn thức ăn của người xuất gia. Chúng ta nghe thấy quá sợ hãi rồi. Rất nhiều cư sĩ tại gia đến đạo tràng để ăn thức ăn của người xuất gia. Vậy thì làm thế nào? May mà tịnh tông học hội và cư sĩ lâm đều là đạo tràng của người tại gia. Người xuất gia chúng tôi đến ăn đồ ăn của người tại gia. Không phải người tại gia đến ăn thức ăn của người xuất gia. Chúng ta ở đạo tràng này là người xuất gia Đến ăn đồ của người tại gia Đây là nói thập phương thường trụ Cách ăn như thế nào vậy? Ăn với tâm trộm cắp, Ăn với tâm tham Vậy thì có tội rồi Bạn vào trong chùa chiền Người trụ trì trong chùa mời bạn ăn vậy thì không có tội lỗi đây là các chị đều biết trước đây ở trong tùng lâm tự diện người cư sĩ đến xin tu gieo duyên rất nhiều nếu các chị ở trung quốc đại lục thấy tùng lâm tự diện lớn nó phân ra nội diện và ngoại diện nội diện là dành cho người xuất gia ở ngoại diện là dành cho cư sĩ ở bởi vì chế độ xã hội do thời xưa với hiện nay khác nhau. Là thời đại nông nghiệp. Trong xã hội nông nghiệp, thời gian nhàn rỗi dài. Khi họ không phải ở trong thời gian canh tác thì mọi người đều nhàn rỗi. Lúc nhàn rỗi có rất nhiều người vào trong tự viện để xin tu gieo duyên, trú lại đến mấy tháng đến tự viện để làm gì vậy, nghe kinh niệm Phật tham thiền. Cho nên họ vào trong tự viện. Vào trong tự viện xin ở lại là xin ở lại sống ở trong đó. Ở trong tự viện cũng phân chia công việc cho bạn làm giống như người xuất gia vậy, vì cái này ăn không có vấn đề gì, đây không phải là ăn không ngồi rồi, là có phân chia công việc cho bạn làm. Thông thường người có học Được phân chia công việc Phần lớn là chép kinh Trước đây chưa có kỹ thuật in ấn Chỉ có chép Người có học Thì bạn đến đây rất được hoan nghênh Bạn chép kinh thay tôi Sao chép bản kinh Ở trong lầu tàng kinh Kinh tạng rất phong phú vốn dĩ chỉ có một bộ kinh Bạn có thể viết thêm một bộ Thì nó sẽ có thêm một bộ nữa Chép thêm hai bộ Thì nó được thêm hai bộ cho nên thông thường người có học vào trong chùa chiền làm việc nhất định là mời họ chép kinh nếu không phải chép kinh thì sắp xếp cho vào những công việc tương đối lao lực một chút như những việc quét dọn môi trường giúp việc trong nhà bếp hay giả gạo chẻ củi bởi vì trước đây chúng ở trong tự diện đông đời sống cũng khó khăn trong nhà bếp hay dùng củi để nấu nấu củi thì phải có người đi chặt củi chặt củi về còn phải chẻ củi đều là công việc rất nặng nhọc gạo đều phải giả từ hạt lúa giả ra thành gạo lứt từ gạo lứt phải giả thành gạo giả gạo sau đó giả cho thật trắng sạch đều cần đến nhân công cho nên khi sinh ở trong tự viện Phần lớn phải làm thêm những công việc này Cho nên vào trong tự viện để ở Thật sự là phước quệ song tu Thế thì không có vấn đề gì Nếu như bạn vào ở trong tự viện Mà ăn không ngồi rồi Thì tội lỗi này là rất nặng Nên thực tăng vật phải giảng cho rõ ràng không giảng rõ ràng Thì mọi người sẽ sợ Sẽ không dám đến tự diện Thứ hai là Phật vật Là tùy tiện dùng những phẩm vật cúng Phật này Cái tội này là rất nặng Cho nên tất cả phẩm vật là cúng Phật tăng trước Sau đó bản thân chúng ta mới được thọ dụng Thứ ba là giết cha Thứ tư là giết mẹ Thứ năm là giết A-la-hán Thứ sáu là phá quả hợp tăng Đây là có trong tội ngũ nghịch Thứ bảy là phá tỳ kheo tịnh giới Suối dục Sai khiến tỳ kheo phạm giới Đây là tội đọa địa ngục A-tỳ Thứ tám là phạm tịnh hạnh ni Là tỳ kheo ni Tỳ kheo ni thanh tịnh Bạn xâm phạm họ Sẽ bị đọa địa ngục A tỳ Thứ chín là làm nhất diễn đề Nhất diễn đề là tiếng phạn Chịch qua ý nghĩa của tiếng Trung Quốc Là Người không có thiện căn chính là chúng ta thông thường nói trong tâm tràn đầy tà ác niệm niệm đều là tương ưng giới tà tri tà kiến và mười nghiệp ác người như vậy chính là nhất diễn đề khởi tâm động niệm lời nói việc làm không có gì không phải tà ác cho nên nói họ không có thiện căn phật nói chính loại người này thường xuyên ở địa ngục sau khi ở địa ngục ra các vị phải biết họ vẫn còn tập khí ác mặc dù đời trước tu có phước báo được thân người nhưng tập khí này vẫn còn dường như họ không làm ác họ sẽ thấy rất khó chịu họ không thể sống nổi như vậy đây là tâm ác ý ác lời nói ác hành vi ác đã thành thói quen rồi Đây là vô cùng, vô cùng đáng sợ Cho nên Thời gian đến cõi nhân thiên không dài Họ lại tạo tội nghiệp rồi Sau khi mất thân người Họ lại quay về địa ngục Bốn kinh này nói rất tường tận về sự việc này làm nhọc Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng chân thật là từ bi. Trong kinh Chánh Pháp niệm nói: Nỗi khổ trong địa ngục A Tỳ. Khổ hơn gấp ngàn lần trong 10 địa ngục lớn. Trên kinh chúng ta thường nói đến 8 địa ngục nóng. Tám địa ngục lạnh Mười tám tầng địa ngục Nỗi khổ trong địa ngục A Tỳ Và địa ngục vô gián Còn khổ hơn gấp ngàn lần so với họ Người tuổi thọ ngắn Thì một kiếp Một kiếp này Xin thưa với các vị là đại kiếp Chứ không phải tiểu kiếp tạo tác nghiệp nhân địa ngục rất dễ dàng nhưng sau khi đọa lạc vào địa ngục muốn ra thì quá khó quá khó cho nên nghiệp nhân quả báo này chúng ta phải biết rõ phải rõ ràng phải nhớ kỹ loại sự việc này dứt khoát không được làm Tuyệt đối không được tham một chút lời nhỏ trước mắt Mà tạo tác tội ác cực nặng như vậy Đọc Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Để đề cao cảnh giác chính mình Cảnh giác cao độ Cho nên Kinh này quá thật sự mà nói Phải thường xuyên đọc Chúng ta nên đọc nó như là đọc giới Kinh vậy giới kinh nửa tháng tụng giới mỗi nửa tháng phải đọc một lần căn tánh của người hiện nay khác so với trước đây nửa tháng đã không còn hiệu quả nữa rồi bữa có bữa không cho nên tôi yêu cầu đồng tu niệm phật sau thời khóa tối mỗi ngày đem Thái thượng cảm ứng thiên văn xương đế quân âm chất văn đọc qua một lần đem đó xếp vào trong thời khóa tối hai quyển này văn tự cũng không dài hai quyển hợp chung lại có lẽ chỉ có hai ngàn chữ không dài lắm xem nó như là giới luật để đọc hàng ngày nhắc nhở chính mình từng giây từng phút phản tỉnh lại xem thì mới có thể giữ được thân người không bị đọa ác đạo mời xem kinh văn dưới đây phục hữu địa ngục danh viết tứ giác phục hữu địa ngục danh viết phi đao phục hữu địa ngục danh viết hỏa tiễn phục hữu địa ngục danh viết giáp sơn phục hữu địa ngục danh viết thông thương phục hữu địa ngục danh viết thiết xa phục hữu địa ngục danh viết thiết sàn phục hữu địa ngục danh viết thiết ngưu phục hữu địa ngục danh viết thiết y phục hữu địa ngục danh viết thiên nhẫn phục hữu địa ngục danh viết thiết lư phục hữu địa ngục danh viết dương đồng phục hữu địa ngục danh viết bảo trụ phục hữu địa ngục danh viết lưu hỏa phục hữu địa ngục danh viết canh thiệt phục hữu địa ngục danh viết tỏa thủ phục hữu địa ngục danh viết thiêu cước phục hữu địa ngục danh viết đạm nhãn phục hữu địa ngục danh viết thiết hoàng phục hữu địa ngục danh viết tranh luận phục hữu địa ngục danh viết thiết thù phục hữu địa ngục danh viết đa sân bồ tát địa tạng nói tên của địa ngục đã nói cho chúng ta biết 22 loại là nói sơ lược nếu như nói tường tận nói tỉ mỉ thì nói không hết Ngài nói lại có Chính là nói rõ Những địa ngục phụ thuộc Của địa ngục A Tỳ Và địa ngục vô gián Rất nhiều chủng loại Chỉ nói sơ lược mà thôi thứ nhất nói địa ngục tứ giác trong kinh chánh pháp niệm sứ nói nói rõ nghiệp nhân quả báo của địa ngục này ngài nói có người thật sự không phải là người tu hành Ở Trung Quốc, nói sa môn là từ chuyên dùng để gọi người xuất gia. Nhưng ở Ấn Độ xưa thì không phải, Ấn Độ xưa thì tại gia hay xuất gia đều gọi là sa môn, cho nên gọi là sa môn thì không nhất định là người xuất gia. Định nghĩa của từ sa môn gọi là cần tức, nghĩa là siêng tu giới định quệ, dập tắt tham sân si. Người này liền gọi là Sa Môn Cho nên tại gia hay xuất gia đều có thể gọi được Nhưng sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Thì từ Sa Môn biến thành từ chuyên dùng để gọi cho người xuất gia Người tại gia thì không gọi là Sa Môn Họ không phải là người xuất gia Tự mình xưng là người xuất gia thì tội này nặng rồi đây là giả mạo người xuất gia điều này chúng ta thật sự phải đề cao cảnh giác cao độ chúng ta ngày nay xuất gia rồi có phải là người xuất gia thật hay không chúng ta ngày nay đã thọ giới rồi có phải là đã thọ giới thật rồi hay chưa chưa có điểm này nếu như chúng ta tự xưng là tỳ kheo thì tội lỗi là nặng rồi phạm tội nghiệp cực nặng bạn xem đại sư ngẫu ích triều minh đây là người rất tuyệt vời Trong các tổ sư tịnh tông Ngẫu ích đại sư là hạng người nào Không có ai biết Thế nhưng Ấn Quang Đại Sư Chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa Thân Tái Lai Lời tán thắng Của Ấn Quang Đại Sư Đối với Kinh Di Đà Yếu Giải Yếu Giải do Đại Sư Ngậu Ích Biên Soạn Ngài nói Kinh Di Đà yếu giải Cho dù là cổ Phật Tái Lai Làm thêm một bản chú giải nữa cho Kinh Di Đà Thì cũng không thể hơn quyển này Là tán tháng đến cực điểm rồi Năm xưa tôi ở, ở nơi này Pháp Sư Diễn Bội đã từng hỏi tôi Thầy nói lời nói này của Ấn Quang Đại Sư Có phải là nói hơi quá hay không? Sao có thể tán tháng như vậy được Tôi chân thành nói với ông là Tôi nói không quá đâu Tôi đã đọc qua yếu giải Cũng đã giảng qua yếu giải mấy lần rồi Quá thật là Vô cùng hiếm có Tôi khẳng định cách nói Của Ngài Ấn Quang Đại Sư Đại sư ngẫu ích là ai? Nếu như không phải là a di đà Phật tái lai Thì nhất định cũng là Bồ-Tát Quan Thế Âm Là Phật Bồ-Tát tái lai Ngài đến thị hiện Thị hiện ở thời kỳ mạc Pháp Thị hiện người xuất gia Đã thọ giới rồi Ngài hiểu giới luật Ngài nghiên cứu giới luật Lúc đó cũng có người gọi Ngài là luật sư Ngài đã nói cho chúng ta một câu kết luận là Trung Quốc từ Nam Tống trở về sau Thì không có tỳ kheo nữa rồi Chúng ta muốn thọ giới trong giới kinh nói về giới tỳ kheo Ít nhất phải có năm vị tỳ kheo Đích thực truyền giới Thì bạn mới có thể đắc giới Nam Tống trở về sau Là không có tỳ kheo rồi Vì chúng ta đắc giới từ đâu đây Cho nên Sau khi ngẫu ích đại sư Tự thọ giới xong Ngài liền xả giới Ngay trước Phật Bồ Tát Không có đắc được ở trước hình ảnh Phật Bồ Tát Cầu thọ giới Sa Di Cho nên bạn xem cả đời Ngài Tự xưng là Sa Di Bồ Tát giới Đây là thân phận của Ngài Cho nên khí phách của ngẫu Ích Đại Sư Đã thị hiện làm tấm gương cho chúng ta Chúng ta phải biết học tập Học trò của Ngài đồ đệ của ngài là pháp sư thành thời sau khi ngẫu ích đại sư viên tịch tất cả những trước tác của ngài là do pháp sư thành thời đem nó chỉnh lý khắc bản in lưu thông đây là đại công trình của ngẫu ích đại sư lão sư đã dùng sa di để tự xưng nên học trò không dám xưng là sa di ngài thành thời xưng là xuất gia u bà tắc thành thời tự xưng là xuất gia u bà tắc đây là danh phù hợp với thực đây không phải phạm lỗi Thân phận của chúng ta ngày nay là gì? Thật sự làm được xuất gia ưu bà tắc Là đã khá lắm rồi Có thể tu tốt ngũ giới thập thiện Vì chúng ta chân thật Là đệ tử của Di Đà rồi Cư sĩ tại gia tu ngũ giới thập thiện Chúng ta cũng là tu ngũ giới thập thiện Chúng ta là thân phận xuất gia Tu ngũ giới thập thiện Địa vị đích thực Của chúng ta là xuất gia U Bà Tắc Phải hiểu được Cho nên ở trong Kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Nói thời kỳ mạt Pháp Không có tỳ kheo truyền giới nữa rồi nếu bạn thật sự muốn cầu giới Từ đâu đắc giới vậy? Đắc giới từ trên luân tướng Chim sát luân tướng Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư Là dùng chim sát luân tướng Để cầu Bồ Tát giới Và Sa Di giới Người xưa Cẩn thận như vậy Nghiêm khắc như vậy là có đạo lý Đến đầu năm dân quốc Đại sư Hoàng Nhất Vì này mọi người vô cùng tôn kính Ngài tu là tu tịnh độ Cũng rất có nghiên cứu về giới luật Ngài có một số buổi diễn giảng Tại Viện Phật học Mân Nam được sưu tập vào trong Hoàng Nhất Đại sư diễn giảng lục. Các vị có thể xem qua. Ngài khuyên nhủ người xuất gia chúng ta: "Không thể không đi thọ giới, thọ hình thức, nhưng tự mình nhất định phải biết chắc chắn không thể đắc giới." Tại vì sao phải thọ cái hình thức này vậy? Để tránh người thế gian hiềm nghi nói Bạn chưa thọ giới Trên hình thức Chúng ta có đi thọ giới Nhưng tự mình phải biết rõ Là chưa có đắc giới Không phải thọ giới tỳ kheo rồi Thì đã thành tỳ kheo Thọ giới Bồ Tát rồi thì thành Bồ Tát Đâu có chuyện đơn giản như vậy chứ Cho nên ở trong lục tức của Tông Thiên Thai Chúng ta là tỳ kheo gì? Là tỳ kheo danh tự Hữu danh vô thực Phải biết được mình là thân phận này Đại sư Hoàng Nhất cả đời mình Cũng tự xưng là xuất gia ưu bà tắc Danh xứng với thực Vậy thì đúng Chính mình chưa có đắc giới chính mình chưa có trì giới mà tự xưng là tỳ kheo vậy là vọng ngữ là đại vọng ngữ vậy thì có thể có phần ở địa ngục tứ giác rồi Còn một nghiệp nhân khác nữa Đây là Chúng ta nói nghiệp duyên Đó là xem, nghe, ca múa Người thế gian gọi là Nơi vui chơi giải trí Nơi trốn ăn chơi Tuy chúng ta không đến nơi đó Người xuất gia Trung Quốc Có cái hay là Người xuất gia mặc bộ y phục này Nếu bạn vào rạp hát để xem kịch Người ta sẽ mắng bạn Bản thân bạn cũng rất ngại đi Hòa thượng người xuất gia Nhật Bản Lúc họ đi bạn không thể nhận ra được Họ mặc âu phục Đi giày tay Áo cà sa để ở đâu? Để ở trong túi âu phục Áo cà sa của họ lớn chỉ có ba tấc Khi làm Phật sự thì lấy ra choàng lên cổ Khi không dùng đến thì cuộn lại cho vào trong túi áo đi giày da bạn không thể nhận ra khi họ đến những nơi đó thì người ta không thể nhìn ra chúng ta thì không được rồi chúng ta chưa bước vào nơi đó thì mọi người đều không còn xem ca múa nữa mà quay lại nhìn bạn sao thầy lại đến chỗ này cho nên y phục này không được sửa đổi có tác dụng rất lớn ở Đài Loan đã từng có một thời có người đề xướng phải sửa đổi trang phục này rất may là có một số lão hòa thượng kiên trì tuyệt đối không sửa đổi bạn không đi xem thế nhưng trong tiết mục truyền hình có rất nhiều hiện nay ở trong rất nhiều đạo tràng có truyền hình đây cũng là chuyện phiền phức bạn nhìn thấy những chương trình ca múa biểu diễn này nếu như bạn không khéo quan sát xanh tâm dính mắt tham ái thì cũng bị đọa địa ngục này người khéo quan sát họ nhìn như thế nào vậy mộng huyễn bọt bóng như xương như điện chớp càng đề cao cảnh giác hơn nữa từ trên hình ảnh này thấy hội được thì có thể quan sát toàn bộ cõi nhân sinh toàn bộ vũ trụ là một vở kịch là giả không phải là thật đây là khéo quan sát bạn ở trong đây sẽ có chỗ ngộ không khéo quan sát sẽ sanh tâm dính mắt tham ái thế thì phiền phức lớn rồi địa ngục tứ giác trên kinh nói với chúng ta xung quanh là tường sắc bao mọc sắc đều nung cháy đỏ rực địa ngục là một biển lửa lửa phun ra từ trong bốn góc địa ngục người ở trong đó bị lửa thiêu bị lửa nung nấu địa ngục đó giống như cái nồi lớn vậy đã cháy đỏ rực mà còn phun lửa ngày đêm không có gián đoạn Ở trong chú giải của đại sư Thanh Liên, ngài nêu ra lời trong Lập Thế A Tỳ Đàm luận nói. Ngoài ra còn có một loại nghiệp nhân nữa là trong đời quá khứ ở cõi người. Có khi tự mình làm, có khi bảo người khác sát sinh Chúng ta thông thường nói Dùng dao để chặt, để bầm Những xúc xanh này Bạn chặt bầm tay chân đầu của chúng là tạo lỗi tội nghiệp này cũng phải bị thọ báo ở trong địa ngục tứ giác thí dụ giết gà giết gà này rồi nó đã chết rồi sau đó đi chặt thân nó ra nó có đau khổ hay không Thần thức chưa có lìa khỏi vẫn là có cảm giác nếu như gặp phải loại quỷ giữ tử thi vì sao gọi là quỷ giữ tử thi là vì chấp trước kiên cố đối với cái thân này của chúng không chịu rời đi thì phiền phức đó là lớn rồi sau khi nấu chín rồi khi bạn ăn nó nó cũng cảm thấy đau khổ Đó là loại chúng sanh chấp trước kiên cố Không chịu xả bỏ thân của nó Thì nó làm sao không ôm hận được chứ Tội nghiệp này bạn tạo nặng cỡ nào rồi những sự việc này Thực tại Phật không nở nhẫn tâm Nên nói ra Tuyệt đối không phải hù dọa người Chỉ có người thiện căn sâu vậy Nghe lời Đức Phật dạy Có thể tin Mới thật sự Chọn ăn chay Trong đời này tuyệt đối không ăn thịt chúng sanh Tuyệt đối không giết hại chúng sanh Những gì trước đây làm Nay nghiêm túc sám hối Biết sai rồi Xin tu phước huệ Hồi hướng cho những oan gia trái chủ này hy vọng ta thành phật đạo thì những oan gia trái chủ này cũng cùng thành phật đạo với ta phải phát chân tâm chân nguyện chân tu hành thì những oan gia trái chủ này mới không gây chuyện với bạn nữa sẽ không gây chướng ngại cho bạn vì sao vậy bạn thành tựu họ được thơm lây nếu họ chướng ngại bạn thế thì họ tự hại chính mình rồi nếu như việc chúng ta làm là giả không phải là thật thì những oan gia trái chủ này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bạn trừ khi là không nắm được cơ hội nếu nắm được cơ hội thì họ nhất định sẽ đến báo thù thứ hai địa ngục phi đao chính là địa ngục đao luân bốn phía đều là núi đao ở trên không trung còn có bánh xe đau đau luân không phải là một cái mà vô lượng vô biên giống như mưa vậy từ trên không rơi xuống người ở trong địa ngục này thật sự là bị thịt nát xương tan Nhưng mà, ý... nghiệp nhân này Chính là trong đời quá khứ Ở trong cõi người Sắc xanh bừa bãi Đều là quả báo của nghiệp sát Bạn giết hại rất nhiều chúng sanh Bạn phải ở trong đầy thọ cái quả báo này Thứ ba Địa ngục quả tiễn tiễn là cung tên của thời xưa cung tên là mang theo lửa mỗi tên này từng chiếc từng chiếc bắn vào tội nhân trên kinh nói một ngày một đêm sáu trăm ức lần chết đi sống lại thọ hình phạt trong địa ngục nếu như vừa thọ thì liền chết ngay thế thì tốt đó là niềm vui lớn rồi chết xong liền rời khỏi địa ngục ngay họ không thể chết sau khi chết xong ở trong địa ngục gió vừa thổi qua liền sống trở lại sống vị thọ tiếp cho nên ở trong địa ngục thật sự là muốn sống không được muốn chết cũng không xong phải thọ cái tội báo này Trên kinh giáo nói Nghiệp nhân của họ Là lúc còn ở thế gian Ngu si Vô cùng tham dục Họ bất hiếu với cha mẹ Bất kính với sư trưởng Không siêng tu diệt thiện Giết hại tất cả chúng sanh Cho nên Bị quả báo này thứ tư địa ngục giáp sơn đây là người đi vào giữa hai quả núi quả núi khép lại là núi kẹp thọ loại hình phạt này cũng có kinh gọi là địa ngục chúng hiệp là rất nhiều núi khép lại với nhau trong kinh nói tội nhân trong địa ngục sợ hãi vì những con quỷ tốt đầu trâu mặt ngựa này cầm những cây gậy nanh xói rượt đuổi những tội nhân này tội nhân sợ hãi chạy vào trong núi để lẩn trốn giờ chạy vào trong núi thì núi này liền khép lại không để thoát một người nào Hai quả núi khép lại khi người bị kẹp ở trong đó. Trong kinh miêu tả, xương thịt bầy nhầy, máu chảy thành sông. Chúng ta thấy cái quả báo này phải liền nghĩ đến cái nghiệp nhân này họ đã tạo là nghiệp nhân gì nghiệp nhân này vô cùng phức tạp đủ thứ ác nghiệp đã chiêu cảm nên quả báo như vậy con người không những ở trong một đời mà trong vô lượng kiếp ác nghiệp đã tạo ra quá nhiều quá nhiều rồi cho nên đọa vào địa ngục là quả báo chung tất cả tội nghiệp này của bạn thấy đều phải ở trong đây thọ báo cho đến hết Nói theo lý thì lìa khỏi địa ngục Đó là người tốt Nghiệp chướng đều tiêu hết rồi Không sai nghiệp chướng thì hết rồi mà tập khí vẫn còn phiền phức là ở chỗ này tập khí vẫn còn nếu như bên trong còn tập khí phiền não bên ngoài không chịu nổi sự cám dỗ của ác duyên ngũ dục lục trần thì phiền phức lớn rồi lại bắt đầu tạo nữa rồi ra khỏi rồi vẫn tiếp tục không ngừng tạo nữa bạn nói xem nguy hiểm cỡ nào nhân quả tuần hoàn không bao giờ dứt địa ngục thông thương cũng gọi là địa ngục kiếm dịp thương là đau thương của thời xưa nghiệp nhân vẫn là sát sanh Trong sát sanh Bao gồm tất cả chiến tranh Ở trong đó Đặc biệt là Ở trong chiến tranh Giết người một cách bừa bãi Mặc tình giết hại tất cả chúng sanh Tạo ra nghiệp báo địa ngục thiết xa trên Kinh Lăng Nghiêm nói từ báo kết giàu hơi thở thì thành xe lửa cũng gọi là địa ngục hỏa xa xe là xe bằng sắt toàn xe được nung đỏ tội nhân là phải dùng sợi gân của chính họ Rút gân của mình ra Để làm dây kéo cho chiếc xe này Phía sau Có những con quỷ tốt Thúc giục bạn Rượt đuổi bạn Trong kinh Hiền Ngu có nói Thích Ca Mâu Ni Phật Ở trong đời quá khứ Đã từng đọa qua địa ngục này Mấy người kéo chiếc xe sắt này Khi nhìn thấy trong đó Có một người bị rút gân Thì vô cùng đáng thương Vô cùng thống khổ Nên Thích Ca Mâu Ni Phật vào lúc đó đã phát tâm từ bi Yêu cầu quỷ tốt Tôi có thể rút thêm một sợi gân tặng cho người ấy không? Quỷ tốt nhìn thấy hình ảnh này của Thích Ca Mâu Ni Phật liền dùng gậy nanh sói đập chết ngại Đập chết liền siêu sanh ngay Liền ra khỏi địa ngục Ở trong địa ngục Động một niệm tâm thiện Liệt thoát khỏi ngay Khi khởi một niệm tâm thiện đó Quỷ tốt nhìn thấy căm ghét bạn Nên dùng gậy đập bạn chết Bạn liền thoát khỏi địa ngục rồi Cho nên chúng ta phải hiểu được đạo lý này Chúng ta là người niệm A-di-đà Phật Tâm tâm niệm niệm tương ưng với Phật nếu có người đánh chết chúng ta liền được siêu sanh ngay Đánh chết liền về thế giới cực lạc Thoát khỏi lục đạo luân hồi Sao bạn có thể oán hận họ chứ Còn không kịp cảm ơn nữa là Đây là thật không phải là giả Niệm niệm tương ưng với Tây Phương tịnh độ Niệm niệm tương ưng với các diệt thiện Thế giới Tây Phương cực lạc Là nơi các bậc thượng thiện cùng ở niệm niệm tâm địa thuần thiện Không có một mảy may ác ý Thì chúng ta mới có phần nắm chắc được giảng sanh Một chút cũng không hoài nghi Tâm thiện, lời nói thiện, hành vi thiện Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì đâu có lý nào không giảng sanh Người như vậy không sanh tịnh độ Thì còn người nào có thể sanh tịnh độ chứ Cho nên chúng ta phải giành được phần chắc chắn nhất định Về Tây Phương tịnh độ Cách làm này của bạn là không sai Đối với tất cả người sự vật Trong thế gian đều vui vẻ Đều cảm ơn Không có một mảy may oán hận không có mảy may thu địch nào Như vậy là tốt Thứ bảy Địa ngục thiết sàn Chiếc giường này Cũng là Dùng lửa nung đỏ lên Người bị thọ hình phạt Bảo họ nằm lên giường Giống như chúng ta hiện nay gọi là Nung trên tấm sắt Còn nghiêm trọng hơn cả nung trên tấm sắt nữa Nung trên tấm sắt thì cái tấm sắt đó không có nung đỏ Còn đây là nung đỏ rồi Phật nói ở trên kinh Loại hình phạt này Phần lớn Là do tà dâm Là quả báo của dâm vật Thứ tám là địa ngục thiết ngưu trong kinh văn phần sau sẽ nói đến thứ chính là thiết y là y phục dệt bằng sắt cũng là nung thật đỏ lên cho tội nhân mặt tội nhân mặt thiết y vào thì toàn thân đều bị cháy rụi Trên Kinh nói cho chúng ta biết Loại nghiệp nhân này Là họ trong đời quá khứ Ở cõi người Dùng roi Đánh đập tổn hại Chúng sanh hữu tình Tạo nên quả báo này Ngoài ra là xuất gia, phá giới hưởng thụ y phục do tín đồ có tính tâm cúng dường nên phải bị quả báo này cổ đức có hai câu nói rất hay nay thấy cà xa rời khỏi mình Tương lai sẽ bị áo sắc trói thân Chính là nói về quả báo của địa ngục này Cho nên Dưới chiếc áo cà sa mà mất thân người Chúng ta đã khoác chiếc áo cà sa đi tạo tác tội nghiệp Áo cà sa Chính là nhãn mát của nhà Phật Khoác lên chiếc áo cà sa. Thì trách nhiệm sứ mệnh là tiếp nối huệ mạng Phật, hoàn pháp lợi sanh. Chúng ta nhận được bản hiệu của Phật này mà không đi làm công việc này. Đây chính là dưới chiếc áo cà sa mất thân người tương lai ở trong địa ngục Thọ quả báo của địa ngục thiết y Thứ mười là thiên nhẫn Nhẫn là lưỡi dao Lưỡi dao sắc bén Trong quán Phật Tam Muội Kinh nói Đây là những chúng sanh Không dân theo lời chỉ dạy của Lão Sư Phản thầy nghịch đạo Không biết ân đức Trộm cắp đồ của thầy hãm hại thầy Sỉ nhục thầy Trêu đùa bỡn cợt thầy Thậm chí là phỉ bán Đánh đập giết hại Tạo loại ác nghiệp này Sẽ đọa vào địa ngục thiên nhẫn Ngoài nghiệp nhân này ra Hoặc giả là sa môn bà la môn Làm chuyện phi pháp Làm những việc không đúng như pháp không biết xấu hổ dùng ác tâm phá hoại tam bảo giống như phá hoại đạo tràng phá hoại tượng phật phá hoại tháp miếu đoạt lấy pháp vật giết hại cha mẹ anh chị em thân thuộc người tạo những tội nghiệp này khi mạng chung đều đọa vào địa ngục này thiên nhẫn ở trong lưỡi dao đều phát ra lửa đau nhẫn giống như địa ngục đau luân ở phía trước vậy từ không trung rơi xuống giống như mưa vậy người này cũng là bị thịt nát xương tan thứ mười một địa ngục thiết lư thứ mười hai địa ngục dương đồng dương đồng là tội báo của khẩu nghiệp và quả báo của ăn uống đây là thuộc về khẩu nghiệp dương đồng ác khẩu đây là đồng được nấu chảy ra để cho tội nhân uống nước đồng sau khi đổ vào miệng thì lục phủ ngũ tạng đều cháy rụi hết thứ mười ba địa ngục bảo trụ đây chính là bào lạc cây cột cột sắt Đốt cho thật đỏ lên Sau đó bảo tội nhân ôm cổ Phật ở trên kinh nói Đây cũng là Do chúng sanh ngu si Trong thế gian Nhiễm ái tà dâm Cho nên đọa vào địa ngục này Địa ngục này là vô cùng vô cùng tàn khốc đầu năm dân quốc cư sĩ trương thái viêm từng làm phán quan ở đông nhạc đại đế ông đọc kinh cảm thấy địa ngục bảo trụ quá tàn khốc đã từng thỉnh cầu đông nhạc đại đế có thể hủy bỏ cái hình phạt này được không đông nhạc đại đế liền sai hai tiểu quỷ dẫn ông để đích thân ông đến hiện trường xem trở về sẽ nói tiếp tiểu quỷ dắt ông đến địa ngục này ông không nhìn thấy gì thế là mới chợt ngộ ra mới hiểu được đây là do nghiệp lực của chính mình biến hiện ra bạn không có nghiệp lực này thì bạn không thể nhìn thấy Mới biết là tự làm tự chịu Chứ không phải do vua Diêm La Lập ra hình phạt này cho tội nhân thọ nhận Cho nên vua Diêm La cũng vô phương Cảnh giới địa ngục Là do tự tâm mình biến hiện ra Do nghiệp lực hiện ra Chứ không có quan hệ gì với những quỷ dương này Những đầu trâu mặt ngựa trong địa ngục này những con quỷ tốt này từ đâu mà có vậy Cũng là do nghiệp lực của mình biến hiện ra Là giống như một người nằm mộng vậy Cảnh giới nó là như vậy Cho nên ông mới hiểu ra đạo lý này Cảnh giới của địa ngục Trên kinh phân trước nói rất rõ ràng Chỉ có hai hạng người có thể nhìn thấy Một là người thọ tội Thứ hai là Bồ Tát vào trong địa ngục để độ chúng sanh Bồ Tát có loại định lực này Có loại công phu này Có thể đột phá cái cảnh giới này Họ có thể nhìn thấy Nếu như không phải hai loại người này Dù địa ngục ở trước mặt bạn Bạn cũng không thể nhìn thấy Đây là quả báo của tà dâm Trên kinh nói Một ngày một đêm 900 ức lần chết đi sống lại Sống chết thật sự là ở trong từng sát na Địa ngục lưu hỏa Ở trong tam pháp độ luận Gọi nó là địa ngục đại khóc Trong Kinh Lăng Nghiêm nói trong hai tướng mùi dị của quả báo thì tướng thứ hai là phun ra khí lửa mạnh tung bay cháy rụi xương tủy đoạn này trên kinh lăng nghiêm cũng là nói địa ngục lưu hỏa trong địa ngục này khắp nơi đều là lửa thiêu đốt ngùn ngục không có được thoát thân rồi quỷ tốt ở trong đây không có một mấy may tâm từ bi nào rượt đuổi ở phía sau không có cách gì trốn thoát cho nên tình trạng thống khổ khó mà miêu tả được Địa ngục canh thiệt Thứ 15 là địa ngục canh thiệt Đây là do tạo khẩu nghiệp Nói dối Nói hai lời Nói lời thô ác Nói thêu dệt Người tạo loại khẩu nghiệp này Gọi là địa ngục kéo lưỡi Sau khi kéo lưỡi ra Còn dùng lưỡi cài để cài lên Có lẽ chúng ta nghĩ là Lưới nhỏ như vậy Lưới cài lớn như vậy Làm sao cài lên được chứ Địa ngục là hóa thân Địa ngục lớn bao nhiêu Thì thân hình của họ cũng lớn bấy nhiêu Cho nên khổ báo này Chúng ta không thể nào Có thể tư duy Mà tưởng tượng ra được Địa ngục tỏa thủ ở trong tam pháp độ luận gọi là địa ngục hoạt trong địa ngục này những quỷ tốt trong địa ngục đó cầm dao rìu những loại vũ khí sắc bén này chặt đầu tội nhân Mổ thân thể tội nhân ra Nghiệp nhân này Chúng ta rất dễ dàng tưởng tượng ra được Là quả báo của sát sanh Sát sanh ăn thịt Hình ảnh Bạn giết hại chúng sanh như thế nào Đến địa ngục này quỷ tốt sẽ đối xử với bạn giống y như vậy Nghiệp nhân quả báo Không có mảy may sai chạy Địa ngục thiêu cước Cũng gọi là địa ngục nhiệt khôi Cho bạn vừa nhìn thì thấy giống như tro thật ra trong đó là lửa đều là đang thiêu cháy tội nhân đi qua chỗ này thì bàn chân đầu gối chân đều cháy khét tội nghiệp này cũng có rất nhiều loại loại thứ nhất là trước đây ở cõi người đem chúng sanh hữu tình chúng sanh có mạng sống cho vào trong lửa thiêu cho vào trong than nóng hoặc giả ở trong cát nóng để nung nấu là làm những việc này hiện nay chúng ta nhìn thấy có một số người đi du lịch đến những vùng có suối nước nóng nhiệt độ của nước và cát đều rất cao mọi người thường hay làm gì luộc trứng gà vài ba phút thì trứng đã chín rồi ở trong trứng đều có mạng sống Hiện tại có một số loại trứng Không phải là trứng có trống Nhưng trước đây trứng thể đều là có mạng sống Giết hại chúng sanh Bạn sẽ gặp phải quả báo này Trong cái quả báo này còn bao gồm Trong nghiệp nhân này bao gồm cả tà dâm Bao gồm cả phá giới Đều là phải bị cái nghiệp báo này Thứ 18 Đạm nhãn Đây là đây là trên kinh này nói có rất nhiều nghiệp nhân bất tiện biến hiện ra loại quả báo này bạn thấy ở trong địa ngục có những con chim sắt chim ưng sắt chuyên mổ mắt tội nhân để ăn bạn không cách gì phòng bị được cướp đoạt hai mắt của tội nhân sau khi cướp đoạt xong gió thổi qua họ lại sống trở lại mắt lại mọc trở lại chim đó lại đến ăn mắt của bạn tiếp phật ở trên kinh nói nghiệp báo này có quan hệ với nghiệp uống rượu thích uống rượu, thích ăn thịt, cho nên phải gặp quả báo như thế này. Thiết hoàng đói thì nước viên sắt, khát uống nước đồng đun sôi, đói thì ăn viên sắt. Những quả báo này đều là có quan hệ với chuyện ăn uống vô độ Thứ 21 Thiết Phu Trên kinh trường A Hàm nói Ở trong địa ngục này người thọ tội sợ hãi bối rối không có cửa trốn thoát nguyên nhân gì tạo thành vậy do liên lụy đến oan gia chủ nợ của nhiều đời trước tuy oan gia chủ nợ không có hiện tiền mà tự nhiên biến hiện ra cảnh giới này cảnh giới này có thể có hay không chúng tôi nghĩ là có khi chúng ta tạo tác tội nghiệp rất nặng tuy oan gia trái chủ không có tìm đến nhưng tối nằm mộng mộng thấy những oan gia trái chủ này tìm đến sợ toát cả bồ hôi kinh hoàng khiếp vía cảnh giới trong mộng đó chẳng phải là do mình biến hiện ra hay sao trong mộng có thể biến ra những cảnh giới này sau khi chết rồi ở địa ngục địa ngục cũng giống như trong mộng vậy cho nên cảnh giới này là rất có thể xảy ra phu chính là chiếc rìu là cùng ý nghĩa với chiếc rìu phần lớn thuộc về khẩu nghiệp người xưa nói búa rìu ở trong miệng cho nên giết người cũng từ lời nói ác độc mà ra gây chuyện sanh sự bởi móc thị phi phỉ bán đối với người thiện khen ngợi đối với người ác thì phải thọ cái quả báo này thiết phu cái rìu lớn này nặng hơn nhiều so với dao thông thường cái rìu này cũng đều là lửa tất cả những loại vũ khí bằng sắt bằng đồng trong địa ngục này đều không thể lìa khỏi lửa Cả một biển lửa Họ phải đọa lạc vào trong địa ngục Để thọ báo Thứ hai mươi Tranh luận Thứ hai mươi hai Đa sân Hai tính chất này tương tự nhau Có thể hợp chung lại nói Cho nên phía sau Chúng tôi không có dựa theo thứ tự của nó Ở trong chú giải của Đại sư Thanh Liên cũng nói Tranh luận đa sân Tuy là hai địa ngục Nhưng nghiệp nhân của nó là một Tranh luận bắt nguồn từ Tham dục, đố kỵ bởi do tâm tham bởi do tâm đố kỵ cho nên tạo nghiệp sân hận kiêu cảm nên quả báo như vậy bạn thích tranh luận đọa vào trong địa ngục sẽ tranh luận không ngừng nghỉ cuộc sống này rất khổ đa sân sân hận không ngừng nghỉ đọa vào loại địa ngục này trong tam pháp độ luận nói Là do tội ác nên tay tự nhiên xanh vuốt sắt sắc bén như dao hình giống như nửa mặt trăng vậy ai nấy xanh ý oán kết anh bức bách tôi nay tôi bức bách anh vì thế sanh tâm sân hận vô dục sâu xé lẫn nhau đây là giải thích rõ tội báo không phải đến từ bên ngoài mà quả thật là do nghiệp lực của mình biến hiện ra tay của tội nhân tự nhiên biến thành dao sắc bén ở trong đây tự mình giết chính mình Không phải người khác đến giết hại bạn Không phải do người khác đến báo thù bạn Trong chú giải của Đại sư Thanh Liên Đã làm một cái tổng kết cho chúng ta Tổng kết hay vô cùng Nên biết tất cả các pháp Đều là hư dối Trên Kinh Kim Cang nói Phàm những gì có hình tướng Đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng Địa ngục vô gián A tỳ cũng không ngoại lệ Những người bị đọa vào trong đó Họ không giác ngộ Họ cho hư vọng là thật Là giống như chúng ta ở thế gian hiện tại vậy Cho nên bạn phải biết địa ngục phàm cái gì có hình tướng cũng đều là hư vọng chúng ta hiện nay thế nào chúng ta hiện nay cũng là phàm cái gì có tướng cũng là hư vọng một không tất cả không một vọng thì tất cả đều vọng một chân thì tất cả đều chân không có đối lập nếu như bạn có đối lập thế thì sai rồi nói vọng thì tất cả đều là hư vọng nói chân thì tất cả đều là chân vậy thì đúng vậy là không trái lại với nhân quả không đi ngược lại với chân tướng sự thật từ đó cho thấy tuy là cảnh giới hư huyễn không thật giống như đời người hư huyễn không thật hiện nay của chúng ta Chúng ta ở trong đây thật sự là có cảm thọ khổ vui lo mừng hay không? Địa ngục là nơi khổ cùng cực. Bạn vào trong đó có phải thọ hay không? Phải thọ. Chỉ có những người thật sự hiểu rõ tình trạng của lục đạo Thập Pháp giới Họ mới không thọ Họ ở trong lục đạo Thập Pháp giới Họ không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Đó gọi là siêu phạm nhập thánh Chưa đến cảnh giới này Thì bạn phải thọ Hay nói cách khác Bạn cho rằng vẫn có ta Có người thì lục đạo luân hồi bạn phải thọ Đến khi nào bạn không còn ta Không còn người Trên Kinh Kim Cang nói bốn tướng không rồi Không ngã tướng, không nhân tướng Không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng Bạn là Bồ Tát rồi Lúc đó bạn ở trong địa ngục A Tỳ Địa ngục vô gián Bạn sẽ không thọ Không thọ cái khổ này Bạn là Bồ Tát có thể vào địa ngục vô gián Để thi hiện độ hóa chúng sanh Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở trong địa ngục hỏa xa vậy Người thọ tội Khi có người thọ đau khổ cùng cực Họ không thể hồi tâm chuyển ý được Họ niệm niệm đều là đang khổ Họ không thể nghĩ đến chuyện khác Bồ Tát thị hiện ở nơi đó Ta rút thêm một sợi ngân tặng cho họ để họ giảm bớt sự đau khổ Là đánh thức chúng sanh địa ngục Ngài vẫn có thể quên mình vì người Chúng sanh địa ngục có cái niệm như vậy Thì họ liền thoát ra rồi Có một niệm tâm thiện Liền thoát khỏi địa ngục Họ khổ của họ liền giảm nhẹ ngay Và thời gian thọ khổ được rút ngắn Một niệm thiện tâm thiện tâm yếu ớt đi nữa cũng có lợi ích lớn đối với họ. Cho nên Bồ Tát ở trong địa ngục làm đủ dạng thị hiện như vậy. Ở trong đó không có dạy bảo. Dạy bảo họ không có thời gian để nghe, họ cũng không có tâm trạng để nghe. Cho nên chỉ có thị hiện những hình ảnh như vậy để họ nhìn thấy xong mà giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát ở tất cả nơi chốn của chúng sanh hữu tình địa ngục cũng là một trong những nơi chốn cách thức phương pháp giúp đỡ chúng sanh mỗi nơi mỗi khác chúng ta phải hiểu cái đạo lý này cho nên bồ tát chỉ dạy đại chúng chúng ta nhất định phải xa lìa tất cả tranh đấu phải chân thật làm được không tranh với người không cầu gì ở đời vì sao vậy thân tâm thế giới đều không thể được bạn tranh cái gì chứ bạn cầu cái gì thật sự làm được vô tranh vô cầu thì tâm chúng ta định rồi tâm thanh tịnh rồi vậy mới có thể đạt được lợi ích thù thắng chân thật của phật pháp tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ giảng đến chỗ này a di đà